Thưa quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay 26 tháng 4. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Ngày 26 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 phục vụ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động. Theo đó, kể từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2024, cấm các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1. Năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, người dân được nghỉ 5 ngày, do đó nhu cầu mua sắm và ăn uống dịp này tăng cao đáng kể. Để phục vụ cho người dân, các doanh nghiệp và 3 chợ đầu mối lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo hàng hóa, mức giá bình ổn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân thành phố, đặc biệt trong dịp lễ, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Ngày 26 tháng 4, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang ghi lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên sống tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định, nam thanh niên thuê căn hộ ở chung cư này ở ghép với một người khác. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra làm rõ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tuyến đường Phan Đăng Lưu thuộc phường Long Bình và phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, dài gần 2 km nhưng có vai trò quan trọng trong khi kết nối nhiều khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, tuyến đường này thời gian qua đã bị cày nát, đất đá lởm chởm. Thưa quý vị, trong đợt cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thêm nhân lực nhằm tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng, nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ga quốc nội sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Và ngay lúc này đây thì lượng khách đang đông dần lên. Theo đại diện của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thì lượng khách năm nay đến ga quốc nội dự kiến khoảng 115.000 đến 120.000 lượt mỗi ngày, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn nhiều so với dịp Tết. Chị đi chơi không thích đi đông chỗ người cho nên là lúc nào đi cũng là trước Tết hoặc là trước lễ hoặc là sau lễ. Không có thích đi trong lễ, tại trong lễ đông lắm. Chỉ là tại vì tuần này là mấy đứa nhỏ trường nó được nghỉ á, cho nên là xin về nghỉ được 3 tuần. Mà lúc mà đặt vé thì không có nghĩ là 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cái vé đi Phú Quốc chị cũng đặt khoảng 6, 7 tháng trước. Thì cái lúc mà lần đầu tiên chị coi vé là giá nó để là 50 đô. Nhưng mà chị không đặt, chị đợi. Xong rồi nó lên giá. Lên giá khoảng 75 đô, lúc đó chị mới đặt. Rồi sau đó là chị nghe nói là nó lên rất là nhiều. Công tác chuẩn bị về an ninh, rồi khai thác ga, về hạ tầng cơ sở, khu bay chúng tôi đã chuẩn bị và đã hoàn thành để bắt đầu từ ngày hôm nay là bước vào công tác chỉ phục vụ hành khách. Ngoài ra thì việc phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất cũng như hãng hàng không thì cũng đảm bảo cái việc tăng người trong những giờ cao điểm, tăng cường đội ngũ đoàn viên thanh niên của cả cũng như là với Học viện Hàng không và các đơn vị phối hợp với nhau để giúp đỡ hành khách trong những cái trường hợp mà khúc mắc gì về thủ tục hành chính. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.